Gọi hỏi ai vậy Long? Đi một vòng, đi một vòng. Không. Đi vòng nữa. Rồi rồi buông tay ba ra đi, buông tay ba ra. Lên. Chắc không hả? Không gì kiếp chỗ ngồi nghỉ. Ở nhìn đây nè. Còn để xây rồi nè. Vô đây nè Long. Chưa tới giờ đâu. Mẹ chưa có về đâu mà lấy. Rồi ngồi đây đi. Ôi bây giờ sao bây giờ có hai người lại đâu?
thì càng lúc từ đây tới tối á người ta càng đông. Hả? Thì phải ghé đây càng lúc càng nhiều. Hả? Mua cái láo đâu, mua cái láo học sinh. Mua sao vậy? Ta xong rồi. Chưa.